nhưng khả năng phòng ngự của Sĩ Hoàng cần phải cải thiện hơn nữa. Đây là Trần Văn Đạt. Lê Văn Đồ. Không có lỗi của cao thủ Kyrgyzstan, nhưng ngay lập tức bóng lại thuộc quyền kiểm soát của cao thủ U23 Việt Nam. Và không chơi bóng rất không tốt của Mai Sĩ Hoàng. Thực tế là đội tuyển U23 Việt Nam đang xây dựng một kết cấu đội hình dựa trên bộ khung là cầu thủ đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Ông Park Hang-seo dành cho họ những cơ hội để được tập luyện và chuẩn bị cho những trận đấu ở cấp độ cao nhất. Mặc dù vậy thì khi trở về với đội tuyển U23 Việt Nam thì phần nào đó nó vẫn chưa là một màn trình diễn tốt nhất của các cầu thủ này. Thêm một cầu nữa dành cho đội bóng trắng. Sút bóng và bóng tung nóc lưới của Kyrgyzstan. Tỷ số là 2-0. Cầu thủ mới vào sân thay người ở trong hiệp 2 là Văn Đạt đã tự mình thực hiện một nỗ lực và dứt điểm thành công từ góc hẹp. Cú đá có lực đi tốt. Ta sẽ cùng xem lại một lần nữa pha xử lý của Văn Đạt. Việt Nam đã có bàn thắng thứ hai ở trong trận đấu giao hữu này. Kết quả hay bàn thắng chưa phải là những gì quan trọng nhất cho một trận đấu giao hữu. Điều mà chúng ta cần thấy đó là một lối chơi có độ kết dính cao, một sự phối hợp đồng bộ và khả năng di chuyển hợp lý giữa các tuyến của đội tuyển U23 Việt Nam. Thứ mà người hâm mộ muốn thấy là một lối chơi được định hình rõ nét hơn cả trong tấn công và phòng ngự, điều không thấy ở trận đấu giao hữu đầu tiên. Công bằng mà nói, khi quay trở lại với sơ đồ là 3-5-2 thì đội tuyển U23 Việt Nam đã chơi tốt hơn. Có lẽ là không còn quá nhiều thời gian để cho huấn luyện viên Park Hang-seo có những sự thay đổi, đặc biệt là về lối chơi. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không có quá nhiều thời gian dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Cụ thể hơn là cho tới điểm hiện tại thì ông cũng chỉ có khoảng thời gian 3 cho tới 4 ngày thôi. Quá gấp gáp để cho những thay đổi trong lối chơi của sơ đồ cao thủ U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào những trận đấu chính thức. Những bàn thắng mở tỷ số của U23 Việt Nam trong hai trận đấu giao hữu đều thuộc về các cầu thủ đã được tung vào sân thay người sau khi kết thúc giờ nghỉ giai hiệp. Xuân Tú là người ghi bàn ở trận đấu gặp Tajikistan và vừa rồi là Văn Đạt. 4 cầu thủ phòng ngự áo trắng theo sát với chân sút của Kyrgyzstan. Trong hiệp 1 có khá nhiều lần các tiền vệ trung tâm của đội tuyển U23 Việt Nam xoay sở hơi chậm và để mất bóng ở khu giữa sân. Pha xử lý khá hay, Xuân Tú. Xuân Tú trả ngược bóng lại tuyến 2, dứt điểm. Đó là cự ly dứt điểm được coi là sở trường của Lý Công Hoàng Anh, nơi mà anh đã từng ghi một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt tại V-League 2020. Đây đã là cú sút thứ 3 của Lý Công Hoàng Anh, người mang bằng đội trưởng của U23 Việt Nam trong trận đấu này. Những đợt lên bóng của cầu thủ U23 Việt Nam đã tốt lên rất nhiều. Độ sắc nét cao. Vừa rồi nếu chính xác hơn thì Lý Công Hoàng Anh đã có một tiếng dứt điểm tốt. Một lần nữa thì Nhâm Mạnh Dũng lại được huấn luyện viên Park Hang-seo xếp ở vị trí trung vệ lệch trái. Ở lúc này thì thể hình của ba trung vệ đội tuyển Việt Nam là rất ấn tượng. Lê Văn Đô.
Có thể nhận thấy là đối thủ của U23 Việt Nam là một đối thủ không quá mạnh, và đặc biệt là khi chúng ta đã dẫn 2-0 và để chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại chính thức sắp tới thì có lẽ là cần phải mạnh dạn hơn để thực hiện một ý đồ chơi tấn công ở nhịp độ cao và mang tính áp đặt. Trận giao hữu là nơi mà chúng ta hoàn toàn có thể thử nghiệm những điều đó. Và khi mà kết quả đã là 2-0 rồi thì càng thuận lợi hơn. Mười phút thi đấu của hiệp 2 trôi qua, U23 Việt Nam đã có được bàn thắng thứ hai. Pha xử lý của Mai Sĩ Hoàng, bóng đi đúng mặt một cầu thủ bên phía Kyrgyzstan. Đó là số 2 Zaki Baliev. Một trận đấu giao hữu mà cả hai bên đều đã phải vô cùng hồi hộp với những chấn thương mà cầu thủ của mình mắc phải. Đây là những sự chuẩn bị cuối cùng các đối thủ của Kyrgyzstan và Việt Nam tại vòng loại tới đây ở những mức độ khác nhau. Nếu như U23 Việt Nam ở bảng Y với Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar là một bảng đấu được coi là phù hợp, thì đối thủ của Kyrgyzstan sẽ là những đội bóng khó nhằn hơn. Nếu không có gì thay đổi thì rõ ràng đội chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là đội bóng được đánh giá là mạnh nhất bảng. Trong khi đó thì Oman cũng vậy, một đội bóng rất mạnh đến từ Tây Á. Như đã nói thì chỉ cần kiếm được vị trí thứ hai ở khu vực bảng E thôi đã là một thành công quá lớn đối với Kyrgyzstan rồi. Nhưng với những gì mà họ đã thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay thì thực sự ngay cả một vị trí thứ hai cũng là một điều thực sự rất xa vời đối với Kyrgyzstan, một đội bóng đến từ Trung Á. Quay trở về với những điều quen thuộc giúp cho lối chơi của U23 Việt Nam trở nên nhuần nhuyễn hơn. Nhưng những thay đổi và những điểm sáng trong cách chơi của U23 Việt Nam, đặc biệt là trong những đợt tấn công, ở những tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công, đến từ việc các cầu thủ chúng ta tiến bộ hơn, rút ra được những bài học kinh nghiệm, tìm được sự kết nối với nhau tốt hơn, hay là các cầu thủ Kyrgyzstan đá kém hơn so với hiệp 1. Có thể nhận thấy là đối thủ của chúng ta trong trận đấu này là Kyrgyzstan cũng không có được tinh thần tốt, đặc biệt là trình độ của họ cũng không ở một mức quá cao. Ta có thể thấy pha bóng vừa rồi chỉ 1-2 đường bóng thôi thì ngay lập tức cầu thủ Kyrgyzstan đã để mất bóng vào chân cầu thủ U23 Việt Nam. Nhưng những pha phối hợp của cầu thủ U23 Việt Nam cũng thực sự rất mạo hiểm. Và nếu như đây là một đối thủ tốt hơn thì có lẽ chúng ta đã phải nhận những tình huống nguy hiểm rồi. Đó chính là điều mà tôi đã nhắc tới ở những phút đầu của hiệp 2. Đã không ít lần những đường truyền ngang ở khu vực giữa sân khiến cho các tiền vệ trung tâm rất khó để xoay sở nhận bóng. Và sau khi để mất bóng thì có tới 3-4 cầu thủ đối phương có thể băng lên và tiếp cận với khung thành của Quan Văn Chuẩn trong hiệp 1 và của Xuân Hoàng ở hiệp 2 này. Đúng là nếu như gặp phải những đối thủ mạnh hơn, đó sẽ là những tình huống đem lại nguy cơ cao. Ít nhất là 2 lần trong vòng 3 phút, những cú chạm bóng của Mai Sĩ Hoàng đặt đồng đội vào tư thế khó. Có vẻ như là ở bên phía hành lang cánh trái của U23 Việt Nam vẫn chưa có một cái tên nào đủ để chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm. Sĩ Hoàng có thể phối hợp tấn công tốt nhưng ở phòng ngự thì đúng là cần nhiều thứ để hoàn thiện. Văn Đô, Văn Đạt, và đó là bàn thắng thứ 3 dành cho U23 Việt Nam. Lại là một tình huống dứt điểm ở góc hẹp. Hai cú sút chân trái ở góc tương tự nhau, hai bàn thắng cho đội tuyển U23 Việt Nam. Nhịp phối hợp rõ ràng là tốt hơn, hết sức hợp lý. Những quyết định xử lý của các cầu thủ trong những thời điểm cần thiết nhất cũng đã trở nên tròn trịa hơn.
Đường chuyền của Lê Văn Đô và sau đó là cú dứt điểm ngay của Văn Đạt. Số 19 của U23 Việt Nam đã có được một cú đúp chỉ trong vòng vỏn vẹn chưa đầy 15 phút có mặt ở trên sân. Tình huống xử lý rất quyết đoán của Trần Văn Đạt. Và đó là điều mà cao thủ trẻ của Việt Nam nên làm nhiều hơn ở trong trận đấu này. Nhưng pha tấn công cũng đã có nét hơn. Số lượng người tham gia tấn công trong hiệp thiếu thứ hai này cũng ấn tượng hơn. Và như nói bàn thắng đã đến, chúng ta đã có một tâm lý thoải mái hơn. Nhưng đương nhiên là chúng ta vẫn phải cần hạn chế những tình huống mất bóng ở phía phần sân nhà. Đối thủ của chúng ta ngày hôm nay là một đội bóng không mạnh. Nếu như không muốn nói là khá yếu. Và tinh thần của Kyrgyzstan ngày hôm nay cũng không tốt nữa. Đây, câu hỏi đặt ra là tại sao mà đội tuyển U23 Việt Nam lại không thể chơi được như thế này khi bước vào hiệp đấu đầu tiên, khi mà mọi thứ có thể nói là về nền tảng thể lực mọi thứ là tốt hơn. Có phải chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để có thể vào được một cái nhịp thi đấu như thế này?